Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần tin tức vào ngày thứ ba, hôm nay 27 tháng 6 2017. Kính chúc quý vị một ngày làm việc hoặc là nghỉ ngơi thật nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị đã chọn Little Sài Gòn TV vào buổi sáng thứ ba hôm nay để theo dõi phần tin tức trong ngày. Và thời tiết nó còn tiếp tục nóng từ sáng cho đến tối luôn không hả Thảo Yên? Thưa quý vị và thưa anh ngày hôm nay vẫn còn nóng nhưng mà đỡ hơn ngày hôm qua rất là nhiều thưa quý vị. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là ở Westminster, khu vực Garden Road chỉ lên đến mức là 78 độ là cao, ngày hôm qua là lên 85 độ thưa quý vị. Anaheim ngày hôm qua có là lý đó. Trên dưới 80 là mình vui rồi. Đúng rồi thưa anh. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Anaheim có thể giữ ở mức là 80 cho đến 82, khá hơn ngày hôm qua rất là nhiều. Và trong những ngày sắp đến thì chúng ta sẽ thấy nhiệt độ tiếp tục giữ ở mức là lý tưởng, 75 cho đến 78 nice. Độ. Vâng, cho nên là quý vị nào muốn ra biển chơi thì là rất là mát mẻ. Nhưng mà ở khu vực khu vực biển San Clemente thưa quý vị, nên cẩn thận là tại vì ngày hôm qua đã có báo cáo là cá mập tiếp tục xuất hiện khiến cho bãi biển bị đóng cửa từ buổi sáng sớm cho đến 6 giờ chiều. Nhân viên cấp cứu ở bờ biển cho biết là một số người đi biển báo thấy cá mập lần đầu tiên là vào 10 giờ rưỡi sáng, và sau đó lifeguard đã sử dụng máy bay không người lái để mà theo dõi từ ở trên không, thì tiếp tục thấy cá mập vào khoảng 11 giờ rưỡi. Chỉ ngay ở bên ngoài cái khu vực lướt sóng mà thôi, cho nên là bãi biển lập tức bị phong tỏa từ khu vực phía bắc cho đến Lost Winds, và khi đó thì họ dự kiến là sẽ mở lại bãi biển vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều. Tuy nhiên, cá mập tiếp tục xuất hiện vào lúc 1 giờ 45 phút trưa, cho nên là bãi biển ngày hôm qua đã bị đóng cửa đến 6 giờ chiều. Và thưa quý vị, ngày hôm qua thì tiếp tục có một cái vụ cháy rừng nữa xảy ra ở cái khu vực gọi là Beaumont thuộc quận Riverside, nơi nằm cách Los Angeles khoảng chừng 80 dặm về phía đông. Các nhân viên cứu hỏa hiện nay vẫn đang tiếp tục chiến đấu với cái ngọn lửa này. Được biết là bắt đầu từ hôm qua vào lúc 3 giờ chiều và chỉ trong vòng 2 tiếng mà thôi đã thiêu rụi 125 acres đất, và tính đến sáng ngày hôm nay là thiêu rụi 1.000 acres mà nhân viên cứu hỏa vẫn chưa khống chế được tình hình thưa quý vị. Lệnh di tản đã được đưa ra vào 6 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua cho các cư dân ở vùng lân cận, và ngày hôm nay thì vẫn chưa khống chế được cái ngọn lửa này. Vâng. Riêng với dự báo thời tiết thì chúng tôi nhờ Thảo Yên làm dùm một điều này, đó là cho chúng tôi biết là đến mấy giờ buổi tối thì chúng tôi có thể tắt máy lạnh được. Bởi vì ngay bây giờ chúng tôi áp dụng cái vụ này con nó kỳ quá, tức là muốn tắt máy lạnh nó phải mở cửa ra ngoài đứng đứng phiêu coi cảm giác nó có gió lạnh hay không, thì mình có cảm giác bây giờ dường như khoảng 73, 74 độ đó vô nhà. Và chúng tôi làm điều đó hôm qua 2 lần mà vẫn không tắt máy lạnh được, bởi vì ra ngoài vẫn thấy có nóng thưa quý vị, cho nên để luôn. Cho nên cho chúng tôi biết chính xác mấy giờ thì có thể tắt máy lạnh được. Trở lại với phần tin tức ngày hôm nay, một cái tin breaking news mới xảy ra tức thì ở tàu xe điện ngầm ở New York, và đây trên trang mạng CNBC vừa cho biết breaking news thưa quý vị. Hệ thống xe điện New York City B&C Trains, các xe điện của B&C cũng như A&D đã phải dừng lại hoạt động này sau khi có một chiếc xe điện đã chật khỏi đường ray khu vực Upper Manhattan. Hiện nay chưa biết được có thương tích gì hay không, và cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. Và đây là những hình ảnh mới nhất ghi nhận được ngày nay với cell phone. Thì bất cứ diễn biến nào họ đều đưa lên trên cell phone cũng như là Twitter.
và một người tên là Gabriela Martinez đã viết trên trang mạng Twitter và đã được ghi nhận gần 125 A-train, có nghĩa là chạm xe điện 125, nghe một cái hưu bang, nghe một tiếng ầm, rồi thấy lửa xẹt và sau đó khói bốc lên. But seems nobody was hurt, không ai bị thương tích gì cả. Tình hình tài chính ngày hôm nay như thế nào, thưa quý vị? Thứ nhất là cổ phiếu của Google rớt bởi vì châu Âu vừa đưa ra lệnh phạt lên tới hơn 2 tỷ Mỹ Kim nhắm vào Google. Thảo Yên sẽ có phần tường trình và cái chuyện mà Google đã kéo theo cả thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay. Dow Jones sáng nay đi xuống vài chục điểm, Nasdaq cũng xuống và S&P 500 cũng xuống. Nhưng bây giờ dường như cái chuyện của Google đã được giới đầu tư không quan tâm nữa, và vì thế họ thấy rằng cái chuyện nó hơi vô lý chỉ vì một cổ phiếu của Google. Chưa kể cái vụ này có thể là dẫn tới những cái chuyện kháng án khác nữa của Google, cho nên còn thời gian để giải quyết. Chính vì thế mà giới đầu tư sáng nay sau khi nghe tin Google họ bán tháo cổ phiếu, sau đó ước tính lại thì thấy cái chuyện đó cũng không có đến nỗi tệ hại lắm, và họ dựa vào những cái tin tức tốt hơn liên quan đến cổ phiếu. Chính vì thế mà Dow Jones đã lên trở lại 24 điểm, Nasdaq xuống 13, S&P 500 cộng 1. Trong khi đó, giá dầu lên cũng đã giúp cho các cổ phiếu của thị trường Dow Jones lên. Dầu lên được gần $1.44.36. Và bản tin về dầu hỏa đã giúp Dow Jones lên ngược trở lại. Vàng lên được 2.2 đồng nhưng vẫn ở mức thấp so với thời gian trước, có lúc vàng được 1.265 đồng, hôm nay là vàng chỉ có 1.248 đồng 60 sen mà thôi. Liên quan đến lệnh mới nhất của châu Âu nhắm phạt công ty Google, chuyện gì đã xảy ra Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, sáng ngày hôm nay thì Google đã vừa nhận cái mức án được coi là cao kỷ lục tại châu Âu, khi mà cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu gọi tắt là EC đã đưa ra cái mức án là 2.4 tỷ euro, nghĩa là 2.7 tỷ Mỹ Kim của mình. Wow. Là cho biết Google đã vi phạm cái quy định về chống độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh ở trên mạng. Và được biết là Google có 90 ngày để mà chấm dứt cái hoạt động cạnh tranh không lành mạnh này, hoặc là họ phải chịu một cái mức án phạt thêm nữa lên đến là 5% doanh thu trung bình hàng ngày. Tức là vừa phải đóng phạt 2 tỷ tư và phải ngừng các hoạt động mà cạnh tranh một cách bất chính. Vâng. Độc quyền ở trên mạng. Cái số tiền phạt thêm là nếu như trong vòng 90 ngày họ không có cái gì cải thiện đó, là 5% doanh thu trung bình hàng ngày của công ty mẹ. Mà được biết là công ty mẹ Alphabet mỗi ngày thu về đến 14 triệu lận, thưa quý vị. Thì bà Margaret Vestager, người đứng đầu của cơ quan EC này, cho biết là cái quyết định này là kết quả của một cái cuộc điều tra kéo dài đến 7 năm lận, thưa quý vị. Khi mà EC cho rằng Google đó là một cái công cụ tìm kiếm sở hữu một số lượng người dùng lớn nhất trên thế giới. Và cũng vì vậy mà Google đã lợi dụng cái ưu thế này của mình, chỉ dẫn khách hàng đến những cái trang web bán hàng, mà những cái trang web này là những người trả tiền Google, thưa quý vị. Còn những ai mà không trả tiền Google là chịu chết. Vâng. Họ không bao giờ xuất hiện trên cái phần mà search, tức là tìm kiếm trên mạng của Google ấy. Đúng rồi, thưa quý vị. Và cái điều này đã gây ra một cái sự thiệt hại cho những cái công ty khác, cũng như là khiến cho họ không có cái cơ hội cạnh tranh lành mạnh với Google. Và đây là cái mức án phạt được xem là lớn nhất từ trước đến nay, thưa quý vị. Và Google đã tuyên bố gì thì chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ngắn của đài quý vị nhé.